Đầu tuần mới với rất nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh giải đấu MSI và tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Huyền thoại T1 lên tiếng chỉ trích đội nhà. Genji xóa bỏ kỷ lục buồn sau 6 năm. Game thủ đấu trường chân lý bỗng có cả tỷ RP. Đây mới thực sự là kẻ đã đánh bại T1, không phải đại diện đến từ LPL. Trận đấu đáng chú ý còn lại của vòng 2 thuộc khuôn khổ vòng phân nhánh MSI 2024 chính là cuộc đối đầu giữa T1 và Bilibili Gaming. Cả hai đội đều có các trận đấu chật vật trước đó với đối thủ bị đánh giá yếu hơn, lần lượt là G2 và PSG Talent. Chưa kể, bản thân T1 lẫn Bilibili đều chưa cho thấy họ thực sự thuyết phục từ cả giải mùa xuân đến hiện tại. Do đó, đây có thể xem là trận đấu có phần ngang kèo và rất nhiều ý kiến nhận xét tỷ số sẽ vô cùng xít sao, kể cả đội nào chiến thắng đi nữa. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì T1 có thể làm chỉ là một ván thắng và đôi chút khó khăn đầu trận cho Bilibili ở cả 4 ván. Sau khi Bilibili lấy lại được nhịp, Faker và đồng đội chỉ có thể chịu trận. Cuộc đối đầu giữa hai đội vốn được xem là cân bằng, nay lại chính như cuộc dạo chơi của đại diện LPL. Trong khi các tuyển thủ T1 càng đánh càng mắc lỗi, và cuối cùng bại trận với tỷ số cách biệt 1-3. Nguyên nhân cho thất bại thực tế có rất nhiều, từ khâu cấm chọn cho đến xử lý kỹ năng, biến số trong trận. Nhưng có một nguyên nhân thực sự to lớn cho màn thể hiện đáng thất vọng của T1 ở trận này. Tâm lý căng cứng của các thành viên khi đấu với đối thủ từ ngang đến hơn mình. Bản thân Faker cũng bị khắc chế cứng khi Bilibili tập trung khóa hết vào các tướng make play của anh. Trong khi bốn đàn em lại có một ngày thi đấu cực kỳ đáng quên. Thậm chí cuối ván 4, Humayushi còn có một pha xử lý khó hiểu khi định mệnh vẫy gọi Caria vào ngay trước mặt Nautilus trong tay On, dù lúc đó có thể rút về. Hay Caria từ đầu đến cuối ván 4 chỉ dùng chiêu cuối đúng một lần và cũng là giao tranh kết thúc trận đấu. Xạ thủ Kumayushi chia sẻ sau trận: "Tôi nghĩ cần phải chấn chỉnh lại phong độ bản thân, tìm cách cải thiện và xem xét quá trình cấm chọn. Để thích ứng với meta, tôi nghĩ toàn đội cần đặc biệt chú ý vào giai đoạn di chuyển đầu game, bởi ngày càng có nhiều ván đấu xuất hiện chiến thuật đổi đường, nên tôi nghĩ phải quan tâm nhiều hơn đến nó trong thời gian tới." Một ý kiến của fan cứng T1 chỉ thẳng: "T1 không còn thi đấu như những nhà vô địch, họ sai từ lúc cấm chọn đến cả từng tình huống trong trận. Có lẽ kẻ địch lớn nhất của T1 hôm nay chính là bản thân họ, chứ không phải Bilibili Gaming, và họ đã thua ở trận chiến quan trọng trước bản thân mình." Một fan khác bình luận: "Mất Faker là T1 như rắn mất đầu, Faker bị chặt tay liên tiếp." Với chiến thắng này, Bilibili chính thức bước vào chung kết nhánh thắng, đối đầu với một hạt giống số 1 khác là Genji. Đây hứa hẹn là trận đấu long trời lở đất khi cả hai đang là các ứng viên mạnh nhất cho ngôi vương MSI. Còn T1 sẽ phải tiếp tục hành trình ở nhánh thua với đối thủ đầu tiên là Team Liquid. Thất bại trước Bilibili là bài học để T1 khắc phục điểm yếu lớn nhất của mình hiện tại nếu họ không muốn phải ra về một cách đầy tủi hổ. Huyền thoại T1 lên tiếng chỉ trích đội nhà vì một sai lầm lập đi lập lại. Như vậy, hành trình của T1 tại MSI 2024 lại phải dài hơn một chút khi họ vừa bại trận trước Bilibili Gaming trong một trận đấu mà rõ ràng đại diện LCK cho thấy sự thua thiệt gần như hoàn toàn. Nhưng dù vì bất kỳ yếu tố nào thì vẫn có một thực tế không thể chối cãi. T1 đã quá cố chấp trong một số tình huống. Cụ thể, ngay trên stream, Wolf hỗ trợ Huyền Thoại gần với giai đoạn thành công nhất của SKT T1 và nằm trong đội hình mang về chức vô địch MSI đầu tiên cho đội, đã thẳng thắn: "Sao cứ chấp mê bất ngộ với Tuyết Diệt Phết thế? Ai làm gì khiến họ có niềm đam mê mãnh liệt với thần bài à? Họ hoàn toàn có thể chơi rất tốt các tướng khác mà." Quả thực, Tuyết Diệt Phết đường trên có thể mạnh trong tay bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ thực sự hiệu quả khi được rất sử dụng. Tướng này không những cháy khoái với lối chơi mà rất giỏi nhất, lại còn quá dễ khắc chế. Đối thủ chỉ cần thấy Tuyết Diệt Phết liền có thể đoán ra ngay chiến thuật định áp dụng, từ đó lên phương án đối phó. Có lẽ chỉ mỗi Genji thực sự chơi tốt thần bài, bởi lẽ họ có Chovy, Canyon là cấm mid rừng hay bậc nhất thế giới hiện nay để buộc đối thủ không thể tập trung vào Tuyết Diệt Phết được nữa.
Nhưng Chiwan hiện không như thế, khi Honor chưa cho thấy anh đã lấy lại phong độ từ khi lên ngôi vô địch thế giới năm trước. Hay Zeus cũng đang loay hoay trong các màn thể hiện và chỉ khá nhất khi cầm Zack hay Kassante, các tướng 200 năm. Rõ ràng, đây không phải đội hình phù hợp để giao cho Zeus vị tướng Twisted Fate. Chiwan thua vì nhiều lý do, nhưng một trong số đấy chính là sự cố chấp với các cấm chọn nhất định. Ở chung kết thế giới 2022, họ ôm hận vì không cấm Aatrox. Và chắc chắn, không fan Chiwan nào muốn lịch sử lặp lại theo một hướng khác vì quá chấp niệm với một tướng kém hiệu quả với họ. Nhiều cờ thủ có cả tỷ RP nhưng không thể dùng. Các mùa gần đây, Riot ngày càng ra mắt nhiều vật phẩm xa xỉ trong đồ chơi chân lý như linh thú tí nị, hàng hiệu, các sàn đấu hay trưởng lực cũng ngày một đa dạng. Điều này khiến cộng đồng khó lòng giữ được lượng RP trong tài khoản quá lâu. Mới đây, Riot khiến nhiều cờ thủ ngỡ ngàng vì sự cố liên quan đến RP. Sau bản vá gần đây, một số người đột ngột thấy tài khoản có cả triệu, cả tỷ RP trong đồ chơi chân lý mobile. Có thể nói, con số này đủ để mua toàn bộ vật phẩm trong cửa hàng. Tuy nhiên, khá nhiều người lo lắng nếu dùng số RP trái phép này có thể dẫn tới việc bị khóa tài khoản. Bởi trong quá khứ, không ít tài khoản đã bị khóa vì lợi dụng lỗi game để hack vật phẩm trong liên minh. Nhưng sau khi thử nghiệm, một số cơ thủ cho biết không thể dùng số RP vô hạn kia. Với các tài khoản vốn không có RP thì sẽ được thông báo không đủ số dư và không thể mua vật phẩm. Còn các tài khoản đủ RP đã có sẵn từ trước thì vẫn mua được, nhưng RP sẽ bị trừ trực tiếp vào số dư gốc. Về phần lỗi game, đây được coi là lỗi hiển thị và đã được Riot sửa sau ít giờ. Chiến thắng nghẹt thở trước Top Esports giúp Genji xóa bỏ kỷ lục đáng quên. Chiều tối 11 tháng 5, trận bán kết một nhánh thắng MSI 2024 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đương kim vô địch LCK, Genji tiếp đón hạt giống số 2 nước chủ nhà, Top Esports, trong một trận chiến mà cả hai đã tung ra những gì tốt nhất của mình. Sau cùng, Chovy và đồng đội đã giành chiến thắng nghẹt thở ở ván 5 để chính thức ghi tên mình vào trận chung kết nhánh thắng. Thắng lợi này của Genji không chỉ giúp họ bảo toàn cơ hội làm lại ở MSI 2024, mà còn là liều thuốc tinh thần lớn giúp họ hướng tới mục tiêu chung kết tổng. Bên cạnh đấy, chiến thắng này cũng giúp Genji xóa đi một vết nhơ kéo dài đã hơn 6 năm. Theo đó, thắng lợi 3-2 trước Top Esports, một đội LPL, đã chấm dứt chuỗi 2.368 ngày mà Genji không thể tìm thấy một chiến thắng trước các đội LPL ở các cặp BO5. Lần cuối chính là chiến thắng 3-1 của Samsung Galaxy, tiền thân của Genji, tại bán kết của chung kết thế giới 2017 cách đây hơn 6 năm. Kỷ lục đáng quên này phần nào cũng chính là lý do khiến Genji luôn bị gắn mắc khôn nhà dạy trợ từ sau trước vô địch thế giới 2017. Chiến thắng 3-2 trước Top Esports chắc chắn là sự tháo gỡ cho gông cùm mà Genji đã gánh nặng suốt nhiều năm, đánh dấu ngày mà đội lột xác trên đấu trường quốc tế. Vẫn còn sớm để nói về việc Genji sẽ vô địch, thế nhưng dựa trên màn trình diễn vừa qua của nhà vua LCK, họ chắc chắn đang là ứng viên nặng ký cho ngôi vương MSI năm nay. Genji sẽ tiếp tục hành trình của mình tại trận chung kết nhánh thắng diễn ra lúc 4 giờ chiều thứ Năm ngày 16 tháng 5. Đấu trường chân lý giành giải game của năm tại Việt Nam Gameverse 2024. Mới đây, Việt Nam Gameverse 2024 đã chính thức khép lại một cách thành công. Sự kiện có rất nhiều hoạt động đáng chú ý như Game Awards, Cosplay Contest, các giải đấu eSports. Qua đó thu hút sự quan tâm và ghé thăm của hàng chục nghìn game thủ. Đặc biệt trong lễ trao giải, một trong các tựa game cực kỳ phổ biến hiện nay, đấu trường chân lý, đã thắng giải game của năm trong hạng mục The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam. Chính fanpage đấu trường chân lý đã chia sẻ tin này như một cách ăn mừng cùng cộng đồng cầu thủ. Lần này ngạo nghễ thật rồi anh em ơi! Ngay lúc này, tại Ngày hội Game Việt Nam 2024, đấu trường chân lý chính thức trở thành tựa game của năm. Giải thưởng chính là sự ủng hộ của mọi người. Đấu trường chân lý xin cảm ơn tình cảm
và sự đồng hành của tất cả các bạn trên hành trình này. Về sản phẩm của Ryhub, dù không phải cái tên tiên phong trong thể loại auto chess, nhưng tính đến nay, Đấu Trường Chân Lý là tựa game phổ biến cũng như thành công nhất trong thể loại này. Với mỗi mùa giải mới ra mắt, Riot không chỉ sáng tạo ra các tộc hệ mới mà còn ra mắt hàng loạt vật phẩm cũng như tính năng, cơ chế hấp dẫn cùng hệ sinh thái eSports bền vững để giữ chân người chơi. Đây cũng là thứ giúp Đấu Trường Chân Lý từ một chế độ chơi của Liên Minh đã trở thành một tựa game hoàn chỉnh. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!